Xin chào và chào mừng các bạn đã quay lại channel của Hello Shop. Hôm trước thì mình đã làm video để mà so sánh chiếc Xbox Series X và chiếc PS5 Digital. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm video để mà so sánh chiếc Xbox Series X và chiếc PS5 Standard. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. À, nếu như bạn quan tâm về những nội dung về game của Hello Shop thì hãy đăng ký kênh Say Game, bởi vì đây là kênh chuyên phân tích cũng như là review game. Mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế của cả hai chiếc máy. Nhìn vào các bạn sẽ thấy được PS5 có một thiết kế uốn lượn và khá là mềm mại. Còn đối với Xbox Series X thì nó có một thiết kế vuông vức, góc cạnh và khá là nam tính. Về màu sắc, phần vỏ của PS5 nó sẽ có màu trắng. Cái phần màu trắng này rất dễ bấm bẩn so với lại chiếc Xbox có một màu đen. Nhưng mà cái chất liệu mà tạo lên cái màu đen của Xbox á, nó sẽ có phần nhám. Khi mà những bạn nào mà thường xuyên chảy mồ hôi tay á, chạm vào nó dễ bám vân tay hơn. Tiếp đến, các bạn sẽ thấy được cái phần vỏ trong của PS5 nó sẽ có màu bóng. Cái phần màu bóng này rất dễ chày nha. Nếu như những bạn nào mà không chú ý mà để những cái cổng kết nối khi mà mình cắm vào không hay mà bị xước lên trên cái bề mặt này, nó sẽ bị xăm, rất là khó chịu. Và về cổng kết nối thì cả hai chiếc máy đều có những cổng như USB-A, cổng LAN, HDMI. Nhưng mà ở trên chiếc PS5 nó sẽ có thêm cái cổng Type-C giúp cho chúng ta có thể đa kết nối hơn. Còn ở trên chiếc Xbox Series X sẽ có thêm một cái cổng giúp chúng ta có thể mở rộng bộ nhớ phía bên ngoài. Còn đối với PS5, khi bạn muốn mở rộng bộ nhớ, bạn sẽ mở máy ra, mở rộng bộ nhớ từ phía bên trong. Còn tiếp đến là về trọng lượng của cả hai. Theo cá nhân của mình thôi nha, thì cả hai đều có trọng lượng khá là tương đồng nhau, không chiếc máy nào nặng hơn cái chiếc máy nào cả. Và cuối cùng chính là ổ đĩa. Về thiết kế ổ đĩa, chiếc Xbox Series X nó có một thiết kế ổ đĩa nằm trong thân máy luôn. Nó khá là cân xứng, nó không có bị bầu ra giống như bên PS5. Cái thiết kế ổ đĩa này khiến cho chiếc PS5 không cân xứng cho lắm. Và bây giờ mình sẽ nói về cấu hình của cả hai chiếc máy này. Thì cả hai đều sử dụng những cái cấu hình khá là tương đồng nhau, chẳng hạn như CPU, GPU, RAM. Nhưng mà nhìn chi tiết thì các bạn thấy là chiếc Xbox Series X sẽ nhỉnh hơn một chút so với lại chiếc PS5. Đầu tiên mình sẽ nói về CPU. Thì cả hai đều sử dụng là AMD Zen 2 8 nhân. Nhưng mà xung nhịp của Xbox Series X sẽ cho ra là 3.8. Còn đối với lại PS5 thì xung nhịp chỉ cho ra là 3.5 mà thôi. Và tiếp đến là GPU, thì cả hai đều sử dụng GPU đến từ hãng AMD với kiến trúc là RDNA 2. Và ở chiếc Xbox Series X nó sẽ cho ra là 12 teraflop, còn PS5 sẽ là 10.3 teraflop. Và với số liệu như thế thì nó sẽ cho chiếc Xbox Series X xử lý đồ họa đẹp hơn, chất lượng hơn so với lại PS5. Thì các bạn nhìn vào cả hai khá là tương đồng về cái cấu hình, nhưng mà cái thông số của Xbox Series X sẽ nhỉnh hơn so với PS5. Và tiếp đến chính là tốc độ load game của cả hai chiếc máy. Thì đã có một bài test cho cả hai chiếc máy này load cùng một tựa game. Và kết quả thật đáng bất ngờ cho rằng chiếc Xbox Series X load game nhanh hơn hẳn so với chiếc PS5. Và từ nãy giờ chúng ta thấy rằng chiếc Xbox đang chiếm lợi thế hơn hẳn so với lại PS5. Nhưng mà có một lý do để giải thích được tại sao Sony họ lại không tập trung nhiều vào cấu hình của chiếc máy PS5. Đó chính là họ đã tập trung vào thiết kế cũng như là cải tiến chiếc tay cầm của họ, chính là chiếc DualSense này đây. Họ đã thêm vào những công nghệ mới như là Haptic Feedback hay là Adaptive Trigger, giúp cho cái độ rung lắc khi mà chơi game nó chân thật hơn. Còn về thiết kế, đã có phần bo tròn tại tay cầm giúp cho chúng ta có thể thoải mái hơn khi cầm. Còn về phần tay cầm của Xbox thì sao? Thiết kế vẫn như vậy, giống như những năm trước thôi, không khác gì cả. Cũng không có công nghệ gì quá nổi trội. Nhưng mà họ đã thêm một phần nút share ở đây, cũng như là phần D-pad đã được thay đổi nhiều rồi. Và nếu như chỉ nói về cấu hình cũng như tay cầm của hai chiếc máy này thì thật là thiếu sót khi không nói về những tựa game độc quyền. Thì khi mà PS5 được ra mắt thì Sony đã tung ra bộ ba siêu phẩm game độc quyền, đó chính là Spider-Man's Memorial, Demon's Souls phiên bản remake và Sackboy. Cùng với đó là một tựa game độc quyền được cài sẵn vào máy, đó chính là Astro Playroom.
Còn đối với Xbox Series X thì sao? Khi mà họ quảng cáo chiếc máy này, họ đã dùng tựa game độc quyền, đó chính là Halo Infinite. Đây là tựa game độc quyền mà có thể chơi được đồ họa cao nhất và đẹp nhất trên chiếc máy Xbox Series X này. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì tựa game này đã bị dời vào ngày ra mắt vào năm 2021. Thật là đáng buồn. Và nhìn vào những tựa game độc quyền mà để thu hút người dùng á, PS5 đang hơn hẳn so với Xbox. Và nhìn vào chúng ta cũng thấy rằng Xbox Series X tuy những tựa game độc quyền để thu hút khách hàng ít hơn so với lại PS5, nhưng mà có được điểm mạnh khiến cho nó khác biệt hơn và thu hút khách hàng hơn so với lại PS5, đó chính là nó có thể tương thích ngược rất tốt, là nó có thể tương thích được tất cả các tựa game từ đời Xbox đầu tiên cho đến Xbox One. Còn đối với PS5 thì sao? Nó chỉ có thể tương thích được các tựa game trên PS4 và có thể chơi được 99% những tựa game trên PS4 mà thôi. Còn những đời máy đầu thì không thể nào mà tương thích được. Và tiếp đến mình sẽ nói về những gói dịch vụ chơi game của cả hai chiếc máy. Thì đối với Xbox thì họ sẽ gói là Xbox Game Pass sẽ cho các bạn chơi được 100 tựa game. Còn đối với lại PlayStation thì họ sẽ có gói là PlayStation Plus Collection, trong đây sẽ có 20 tựa game nổi bật nhất. Và nhìn vào chúng ta thấy rằng 100 tựa game so với 20 tựa game, PlayStation đang yếu thế hơn so với lại Xbox. Tụi mình cũng đã làm một video để mà nói kỹ hơn về hai cái gói game này, thì mình sẽ để đường link ở trên, mọi người click vào để mà xem lại nhé. Và sau khi đã so sánh cả hai chiếc máy thì mỗi chiếc máy đều có một thế mạnh riêng, đều có định hướng cũng như là phân khúc khách hàng riêng. Và nếu mà được sự lựa chọn về cá nhân của mình sẽ chọn PS5. Bởi vì sao? Mình thích cái công nghệ tay cầm mới của họ, cùng với đó là những tựa game cực kỳ hay. Và đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn ý kiến của bạn như thế nào? Sự lựa chọn của bạn như thế nào? Hãy để comment bên dưới cho mình biết. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì đừng quên like, share video và subscribe kênh của mình để xem được những video tiếp theo về công nghệ nhé. Và mình là Hào Lê, hẹn gặp mọi người trong những video sau.